Bây giờ để liên tục chương trình một lần nữa, xin mời các đình cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Khánh My cùng với nam nghệ sĩ Trung Nhân. Dạ vâng, để trở lại chương trình, Khánh My cùng với nam nghệ sĩ Trung Nhân xin gửi đến tất cả bà cô bác một lớp trích đoạn được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Quân hãy giam tội hành xuyên vào ngục tối, để rạng sáng ngày mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. À khắc Thiên Kiều, nếu như em không về Mông Cổ thì tên mã phu này chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cố Thanh Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tân nô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê
mà người đó là ai? Em yêu một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh nên mất mà trong tim. Mà giờ đây xin hết.